Chào anh chị, tối ngày hôm nay Bảo sẽ review một mẫu khoang đét tông, đó màu vàng 90 newton, đó mã máy là ID90BL màu vàng chân M21 nha. Đó ngày trước thì nó sẽ có chân màu xanh, thì rất là nhiều anh chị cô chú băn khoăn không biết mua mẫu nào cho hai mức giá khác nhau như này. Đó thì tối ngày hôm nay Bảo review thực tế. Thân không mẫu màu xanh với mức giá là 990.000, nhưng mà màu vàng nó chỉ có 890.000, thì anh chị thấy á, là chất lượng hoàn toàn giống nhau nha. Nhiều anh chị cô chú á, thì cứ nghĩ là giá thành rẻ thì công ty sẽ ăn bớt linh kiện này kia. Không có đâu, Bảo cũng có tham khảo nội thất bên trong, hoàn toàn giống nhau nha. Rồi, với mức giá là thân không, chân pin phổ thông có 890.000 mẫu màu vàng. Đó, còn 990 là màu xanh, đều là chân M, thì Bảo sẽ test thực tế nha. Rồi thì mình sẽ qua khoan rút lõi nha. Ống này là ống phi 4/2. Rồi, test thực tế nha. Rồi, có thể tăng tốc. Anh chị hãy nhìn nha, khỏe cực kỳ nha, quá khỏe luôn. Bảo khoan rất cục gạch bên nhà người ta, không biết người ta có chửi không. Rồi tiếp tục. Rồi lỗ thứ hai nha anh chị cô chú nha, lấy tâm trước đã anh chị ạ. Rồi khoan chậm lấy tâm, bật tua nhanh khoan. Rồi tường là tường 10 nhá. Thì Bảo đây ở nhà đây, thì test ở trên sân thượng tường 10. Qua gỗ thử nhá. Gỗ này khá cứng nha, không phải gỗ quá bèo đâu. Anh chị thấy ngọt ngào, nhẹ nhàng. Tiếp tục. Trời ơi nó bén. Máy thì quá êm. Đây, Bảo thử mẫu màu xanh đi. Cũng khá là lâu chưa review rồi. Đó. Ồ, hết pin anh chị à. Bảo đổi viên pin nhá. Ồ, êm như nhau anh chị ơi. Trời ơi, khá sướng nha. Đó, khoét gỗ nè, đơn giản cực kỳ. Review hai mẫu nhá. Lấy tâm đã nha anh chị nhá. Đó, tiếp tục nhá. Nói chung phải lấy tâm trước đã. Đó,
đơn giản cực kỳ. Rồi, nếu mà anh chị nào á mà sợ bảo này kia, mình test màu vàng luôn, à màu xanh. Đầu auto lock nha. Tháo mũi nhanh chóng. Khóa lock nhẹ nhàng. Đấy, bảo test hai màu cho anh chị mình xem nha. Nói chung là thông số giống nhau thì khả năng làm việc giống nhau. Nhẹ nhàng nhá. Rồi chuyển qua gỗ nhá. Khuét tường nó còn làm được thì gỗ này nhằm nhò gì anh chị à? Đó, ốc á thì bắn ốc lớn nha, dài 10 phân. Rồi có chức năng bắn vít nha, cấp trượt đầy đủ. Rồi quá tốc độ chỉnh lui. Nói chung á, nó vào khá là nhanh anh chị ạ. Đấy, hơi yếu thì mình có thể tăng lên nha. Đó, yếu tiếp tục tăng lên. Nhẹ nhàng. Quá khủng khiếp cho mẫu máy đời mới. Chất lượng không thay đổi, giá thành tốt cực kỳ. Rồi cái cuối cùng, test hết. Đó, bắn sắt y, bắn tôn, chỉnh cấp trượt. Đấy anh chị thấy, bảo test thực tế hết nha. Màu màu vàng. Đó, cấp trượt rất là sướng. Máy thì chạy ngọt ngào nhá, êm. Đấy anh chị thấy, sắc trở này bắn nó còn vào, thì bắn những cái sắc mỏng này thì nó quá nhẹ nhàng nhá. Ôi, thì bảo cùng review một mẫu máy đời mới về của Deadtone. Đầu tiên á, với mã máy là ID1390BL màu vàng nhá. Và tiếp tục mẫu máy là M21ID1390BL màu xanh. Hai sản phẩm này á thì rất là nhiều anh chị cô chú tới cửa hàng băn khoăn liệu chất lượng nó có giảm đi hay không. Thực sự bảo test thực tế nha, không giảm một tí xíu nào. Giảm giá ở chỗ á, là nhà máy này cũng như là công ty đang giảm giá muốn thúc đẩy bán hàng nha. Nên là giá thành thân không màu vàng có 890.000. Nếu theo bảo, bảo sẽ mua màu vàng 890.000, chứ bảo không mua màu xanh, do là chất lượng nó giống nhau. Màu xanh mắc hơn 900.000. Thì theo anh chị, hai màu thân này anh chị chọn mua màu nào thì tùy anh chị nha. Nhưng mà bảo á thì test thực tế thì thấy á, chất lượng hoàn toàn giống nhau, khác nhau mỗi màu vàng. Đó, khoét gặt quá bá đạo luôn. Giá thành thân không, chưa bao gồm pin sạc, màu vàng 890.000. Màu xanh chưa giảm giá 990.000. Nếu anh chị cô chú nào á có thể mua kèm pin nè. Đó, pin 6A Plus là một cục như này là 1.150.000. Mua một pin, một thân tặng sạc. Rồi tiếp tục, nếu mua 4A thì sẽ có là 3 màu nha. Pin xe tăng 700 một cục, pin chống rung xanh như này 820, và cuối cùng 4A Plus cùng 820. Đó anh chị cô chú nào á đang cần công trình có thể sắm một thân như này nếu ở nhà đã có pin phổ thông rồi nha. Rồi muốn tới cửa hàng test thực tế như bảo cứ tới thoải mái. Đây bảo có sẵn máy ở cửa hàng để cho anh chị test thực tế nha. Rồi, muốn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp giúp bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình. Vì thân này đang có mức giá rất là tốt nha. Rồi anh chị nào á cần bảo review mẫu nào thì liên hệ trực tiếp giúp bảo để bảo review thực tế cho anh chị xem, ưng ý chọn mua. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về review review thực tế thân máy khoan màu vàng chân pin phổ thông.
tối ngày hôm nay tại đây.